Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thì hôm qua thì là ngày 22, hôm nay ngày 23, đấy là ngày ông Công ông Táo lên trời, ngày 23 tháng Chạp. Thì hôm qua thì nhà Thắng, các bạn biết rồi, thằng em nó cũng đã quay video rồi, là Thắng đã tổ chức vào cái ngày ông Công ông Táo ấy, là ngày hôm qua. Đấy là ngày tối ngày 22, chiều ngày 22 là ông Công Táo đưa ông Công ông Táo về trời rồi, và làm Thắng đã đi thả cá rồi. Nhưng mà đêm qua thì có lẽ những tất cả những cái là Thắng, cách đây đã 2 năm rồi, Thắng lại nhắc lại. Thắng có mơ một cái giấc mơ, ở lúc đó là đi vào trong Đà Nẵng. Đấy, năm đó nhà Thắng đi du lịch ở Đà Nẵng thì Thắng có mơ một giấc mơ gặp rồng đó, mà rồng lúc đấy là rồng đen lượn như này này, đấy, lượn kinh lắm, xong rồi nó xà vào mặt Thắng như này và nó há mồm rất là to. Cái năm đó có lẽ là do vì tối hôm đó là Thắng có đi qua cái cầu rồng và xem cái rồng nó thổi lửa, thế nên là về tối là Thắng mơ gặp cái con rồng đen đó. Và chiều hôm qua thì là ngày mùng 2 đó, ngày 22 đó Thắng có đi thả cá. Thả cá thì tối hôm qua thì là Thắng lại mơ một cái giấc mơ mà có ba con cá chép nó bơi, xong là nó vượt sóng rất là mạnh. Đấy, nó cứ nhảy lên như này, mà sau đó là nó hóa ra một cái đầu một con rồng và nó thổi lửa ra rất là mạnh đó. Đấy là cái giấc mơ của Thắng có là như vậy. Nó có nghĩa là cách đây khoảng 2 năm Thắng đã mơ gặp rồng, mà hôm qua thì đêm qua thì Thắng lại có một cái giấc mơ như vậy. Có lẽ là do cái trước là mình, tối hôm trước là mình có thả cá thả biết nên mà mình thấy thế, nên là hôm nay Thắng quyết định đi thả lại ba con cá thật to đấy, cũng mong cho rằng con cá này nó phóng sinh đi để nó sẽ được cái gì đó như cái giấc mơ của Thắng mà có thể nó hóa rồng. Đó cũng là một cái đấy thôi, nhưng mặc dù là bây giờ đã là 11 giờ 25 phút rồi đấy, Thắng có đi về cũng vừa qua thuê chỗ họ đang thả cá rất là đông. Thì bây giờ Thắng về đến nhà, Thắng thay đồ để còn đi ra đó thả cá, mua cá, đi bây giờ đi chạy ra chợ để mua cá nữa, xong mà Thắng sẽ đi thả ba con cá chép nhé. Đấy, chứ và đấy là cái giấc mơ mà Thắng kể vậy. Thực ra thì ngày xưa các bạn biết rồi, là chỉ gần như là có vua chúa thì may ra mới nhìn thấy rồng thôi, nhưng mà Thắng thực sự là trước ở Đà Nẵng Thắng cũng đã có một cái giấc mơ như vậy, là gặp rồng và rồng là rồng đen đấy, rồng lượn trên trời ghê lắm, Thắng cũng không biết rõ như nào. Và đêm hôm qua nữa là lúc Thắng đi thả cá, chiều thả cá và tối về thì ngủ mơ là cá chép nó lượn mà nó hóa ra đầu rồng mà nó thổi lửa rất là mạnh đấy. Cũng có thể là do Thắng đi thả cá nên nó như vậy. Bây giờ Thắng phải đi mua cá đã và đi thả nhé. Đó. Rồi Thắng bây giờ mới đi thả cá ông táo lên trời nhá. Không sao. Khủng. Bên kia nhỉ? Hả? Đâu? Bên kia họ thả bên này rồi. Khẩu trang anh. Anh Thắng, hả? Khẩu trang, đeo khẩu trang à? Đeo khẩu trang nhá. Đàn cá này này. Ô nhiều nhiều, ô nhiều chưa anh ơi. Quay quay ô nhiều thế nhỉ. Đấy, đây là 12 gần 12 giờ rồi. Bây giờ Thắng thả cá. Ô chạy. Anh nhá. Khỏe nhỉ, không thấy quay lại chào luôn. Hả? Chạy mất tích luôn. Ôi ba ông ơi.
Trời ơi. Đâu rồi? Con này không đi. Đây. Đấy, ba ông cô ông táo lên đường rồi đấy. Đây có một ông bé tí anh Thắng này. Đây có một ông bé tẹo này. Con này như kiểu không, con to này như kiểu không biết đi này. Nhỉ, vẫn còn ở kia. Lờ đây rồi. Ô, đàn kia lại quay lại anh Thắng ơi. Kìa đàn cá bé kìa. Cá của mình đi đâu rồi nhỉ? Mất tích kìa. Kìa nhờ. Kìa. Đâu kìa. Anh? Kìa. Đấy, nó vào mấy đàn to rồi. Đuổi. Đuổi chạy hết. Đúng rồi nhỉ? Đấy. Cá này bây giờ nó đang lạ nước, chưa quen. Ở đây nhiều người đi thẳng. Đuổi đàn nhỏ kìa. Đâu đàn nhỏ lại quay đến thôi. Lại đến rồi. Còn hai con kia đi đâu mất rồi? Hai con kia là chắc nó phải chạy ra tít giữa sông rồi. Con này khả năng yếu. Đi rồi, con này đi hẳn. À, trên kia có có chỗ để rác anh ơi. Đẹp nhỉ. Dạ. Nhiều nhỉ. Đây khoảng mấy trăm ông ấy ạ. Nhưng mà chả chịu đi ra chỗ khác gì cả. Ủa anh Thắng, đây có con cá trạch này. Nhỉ. Ơi khoai thật. Ơi con to của mình lại về kìa. Đâu đấy con... kìa đấy. Nó không biết đi đâu. Không biết đường đi đâu. Này tí nữa lại có đội ra bắt đây. Đây, Thắng đang đi xem quay thả cá nhá. Đây, cá xem về châu trời nhiều vô kể. Đông tắc luôn cả đường. Các bạn nhìn đường trên này. Đây, xuống vừa ngãy ở đoạn kia tắc luôn. Đi thả cá chép. Không phải nguyên ở đây đâu mà cả bên kia nữa kìa. Đấy, có hai đường xuống ở trung tâm thành phố chính nơi thả cá. Kìa, bên kia thì cũng đông người. Đấy. Cam hơi mờ nên không thể zoom rõ được hết. Vẫn xuống âm đấy. Thoải mái. Bây giờ sẽ đi xuống dưới để xem trực tiếp thả như nào. Cá bơi vào thành đàn. Mù mịt. Cái chết mà. Đấy. Đấy. Thả cá. Em đi chưa?
cá giống cá này là nó bơi theo đàn, thả lẻ xuống là bắt đầu nó tụ thành những cái đàn lớn. Đấy. Đây như những cái đàn bên kia các bạn có thể quan sát này. Đấy, đang tụ thành đàn rồi đấy. Trên kia là phóng viên nhá, truyền hình đấy, truyền hình đang quay đấy, truyền hình nào. Thôi tụ hết thành đàn với nhau rồi. Ôi, cả ngoài kia nữa. Mi ơi thả đây này con, thả đâu? Thả đây được mà, nó quanh quẩn đây một lúc mà, nếu không ai động đến là chiều nó đi mà, nó quen nước nó đi mà. Giờ nó đang lạ nước thì nó túm tùm vào bờ. Chiều họ xả thủy điện. Đấy, thả đấy. Đỏ hết cả sông rồi. Thôi bên kia nữa. Mở ra cho nó quen nước, không từ 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 nó khắc ra. Đừng ném nó chết.